Xin chào cả nhà. Bữa nay trời nắng quá trời nắng luôn. Bữa mình mua mấy cây bông, mấy cây kiểng á, mình vừa ý quá cả nhà ơi. Nhưng mà mình phía bên đây cây, phía bên kia thì cây kia mình thấy phía bên cây bên đây nó đẹp, cây bên kia nó không có đẹp. Bây giờ mình đi mua thêm một cây nữa. Mình đi mua thêm một cây nữa cho nó hai bên cho nó giống nhau. Tại vì trong tuần này nó còn hạ bách, nó còn ra bách được 30% mấy cả nhà, cho nên mình tranh thủ mình đi mua thêm một cây nữa. Bây giờ trước khi đi mua, chồng mình ghé chỗ Hon Bạc mua đồ nghề sửa nhà, xong rồi chờ chồng ra, xong rồi mình đi đi tới tiệm bông mình mua một cây nữa. Ở chỗ đằng đây nó chỉ cho người ta nướng thịt nè, quay cho cả nhà xem, nó quá trời đông nè. Chồng mình nói người ta cái này người ta thi á, người ta học á, người ta học thi nướng thịt á, người ta dạy mấy mấy đầu bếp nó dạy cho mấy người người học nó nướng thịt, cách nướng thịt làm sao giống như cuộc thi vậy cả nhà. Đăng ký rồi học rồi mấy ông đầu bếp đó, mấy ông nó chỉ dạy cách nướng làm sao cho nó ngon á. Còn chồng mình thì vô trong đây mua đồ nghề cả nhà ơi. Thế mà làm sửa nhà cái gì thiếu một cái là chút xíu là chạy đi mua cả nhà. Cho nên chồng mình chạy đi mua, mình ở ngoài mình chờ chút xíu chồng ra cái xong mình sẽ mua thêm cây này nữa. Bà cô chú ơi, mình mê cây này quá à. Đỡ rồi mua thêm cây cho nó giống nhau ở phía bên kia cây trùng xanh nó cũng eo ọt rồi. Với lại mình mua hai miếng này để lót cái chân của nó. Men som den växer nu så kommer den ju fortsätta liksom att växa ut på de grenarna som finns. Så då är det bara att klippa in den lite kortare än vad man helst vill att bollen ska vara. Så vill man behålla den här bollen kan man klippa in den en liten bit så de nya grenarna skapar det bladverket man vill ha. Ja, tack. Mình đang hỏi cái cây này nó về cái lá nó dài quá, mình có tỉa cho nó đều cho nó đẹp không? Chị đó có đi chợ đi thăm vợ bé của chồng chồng một ngày là không đi qua vợ bé là chịu không nổi. Mà cô chú giờ này 6-7 giờ mà chưa có ăn cuốn thì cũng đòi đi đây cái nhà ơi. Nãy đi vợ bé của chồng, chị hai mua cái gì vậy? Chị hai, nãy chị hai đi định chị hai mua gì? Mua cái uống spectre. Con sẽ làm cái gì á? Con sẽ trái cây nước thẳng có nó tên hoa chè. Rồi xong rồi nãy mình ghé đi tiệm Di Chân cả nhà ơi, thấy khổ qua ngon quá, mua đã luôn. Khổ qua này cả nhà, khổ qua ký 70 nè cả nhà, rất là ngon luôn. Cái nhỏ nhỏ này mình tính nấu bún mắm, mình cắt ra rồi xong rồi mình dồn tôm thịt vô trong đó rồi xong mình đem đi chiên nó sẽ rất là ngon. Ủa mấy cái này, mấy cái cà pháo bự hay là cà tím không biết nữa, nhìn thấy ngon quá. Nó bằng giá cho nên mình lấy cái này mấy trái, xong rồi mình lấy mấy trái bự mình tính nấu đậu, rồi mình mua một trái bầu nữa cả nhà, nó cũng bằng giá luôn. Ở phía bên đây là mấy mẹ con đi hôm qua đi bắt ốc nè cả nhà, được chút xíu ốc nè, chút xíu mình hấp quá chín nè, chút xíu mấy mẹ con sẽ ăn ốc. Chị hai làm gì đó? Cắt trái cây. Hồi nãy con cắt cam, bây giờ con cắt. Chị hai ha, nó cắt trái cây rồi xong rồi nữa hồi nó pha chung với nước đó, ông bà cô chú ơi. Nói con chỉ ông bà cô chú. Ăn xong rồi nè ông bà chú ơi, mới đút một chén cơm ăn no rồi, bây giờ ngồi đây. Người ta không cho xuống là cứ quậy hoài à, cho nên người ta không cho xuống mà cô chú ơi, phải cho ngồi ở đây mới được. Rồi ha, mình mua một cái cây xong mình bây giờ mình trồng mới rồi nè cả nhà, để chị quay cho cả nhà xem. Thấy cái cây rất là đẹp luôn. Mình mới mua hai cái chân này cả nhà. Mình mua cái chân màu đen mà nó nhỏ quá, nó không vừa, cho nên mình đổi cái chân này nè. Mình để cho nó tới tiện, mình đẩy nó cũng dễ nữa. Mình thấy cây bên phía bên đây rất là đẹp.
cho nên hả cây bên kia thấy xấu quá, xong rồi bây giờ mình mua một cây đó mình trồng vô luôn cho nó giống nhau cả nhà. Mình trồng mới xong nữa nè cả nhà, mình chút xíu mình sẽ rinh vô, bỏ cái vô cái chậu, chậu trong đó. Đó, mình mua thêm cây nữa cho nó hai bên, nó hai cây nó giống nhau cho nó đẹp. Rồi chị hai làm gì vậy? Chị hai làm topping gì vậy? Con chưa làm xong mà xuống dưới là mình có cam, rồi xong mày persica, xong mày bơm, rồi xong mày hấu với chuối, rồi xong mày bây giờ con bỏ lá, rồi xong mày nói con bỏ sprite với sữa. Rồi ôi hả, nó làm trái cây chuối nè, rồi dưa hấu nè, rồi persica nè, rồi bơm nè, rồi cái gì nữa? Dưa hấu với chuối. Rồi hả, cam nữa. Rồi xong bây giờ bỏ vô đi, bỏ vô mẹ. Cho này, cái này phải hai cái điện thoại, lấy cái điện thoại của ba quay, quay xong rồi nó quay cái này, nó làm TikTok nè ông bà cô chú ơi. Nhưng mà bây giờ nó đổ cái này, nó chờ đổ cái này vô là nó phải quay TikTok cô bà cô chú ơi. Cho nên hả, nữa rồi bỏ xay vô, rồi xong rồi bỏ sữa vô nữa hả? Ui, bỏ sữa vô uống được không vậy trời? Nữa hồi đau bụng không đó? Tự nhiên sữa trái cây. Uống từ bậy bạ, nữa hồi đau bụng không con? Rất là nhiều người làm. Phải không? Ok. Hãy thấy vô TikTok. Xíu xíu con quay lại cho mọi cái nha. Giờ này á, 9 giờ rưỡi chồng mình còn làm cái chỗ này đó nha. Cái chỗ này là giống như là cái tim của nó nè. Nữa hôm mai mốt mình quấn điện, quấn điện sưởi ấm bằng ống ở nền nhà đó. Là cái chỗ này nè, chỗ này là cái ổ điện của nó nè. Rồi mình nó sẽ gắn cái ổ điện ngay chỗ này. Xong rồi nữa hồi chồng mình sẽ bắn nước lên tới đây, cao tới vậy ta. Bây giờ đục khoét cái chỗ đó ra nữa. Mấy cái ổ điện nó vậy không, nó mấy chục ngàn không bà. Mấy đứa con làm gì ăn nhưng mà ha, nãy giờ quậy. Trời ơi coi số rồi, nãy làm một thao đầy như vậy mà nó hai đứa nó quất hết nữa. Hồi tối nay hả, ôm bụng đau nè ha. Ha. Chết rồi. Ăn dữ vậy. Ủa hai đứa ăn hết thao luôn trời. Nãy hết rồi, rừng nó có cát rừng nó. Ngon không Jun? Ngon. Trời ơi ngon. Trời ơi ăn bể bụng luôn kìa, bụng bự kìa. Ăn bụng bự luôn rồi. Muốn ăn tấm. Ừ. Thì là ăn ớt xong. Ăn cái này xong rồi ha, ăn ớt nữa rồi chắc là nó guộc á, nó rượt bao tử nó chạy không kịp á. Còn em này, em này ha, cho ăn ít thôi ông mẫu chú ơi, không dám cho ăn nhiều, cho ăn nhiều ha, em không có mấy gì quen á. Em này lâu lên bàn. Em không quen nữa hồi em đau bụng nè, cho nên ha, cho em ăn xíu thôi. Em lâu lên bàn, sao lên mà nhanh ấy, nút có dắt là mới. Nãy tao uống sữa có dắt không? Ôi cái đó gì vậy? Chan. Trời ơi, chốt rồi vừa chua vừa. Ôi đừng uống nước nữa, nãy giờ nó ăn nhiều rồi, đó nó nhảy ra kìa. Nãy giờ nó ăn nhiều rồi, không ăn nữa đâu. Trời trời, à, cô ăn cái này xong rồi cô bị vô ăn ốc nữa rồi nha, cô đau bụng á. Ủa chị hai mình, chút rồi. Một miếng dưa hấu bự ông bầu chú ơi, một trái bơm, một trái pepsica, một trái chuối, một trái cam. Trời ơi xỉu luôn. Ăn ha, rồi ha. Rồi ha, ăn ha, nổ hồi đau bụng xỉu luôn. Cái kìa phá nó nè. Nó cũng muốn phá nữa nè ông bầu chú ơi. Coi nó quậy à. Ấy coi đổ chị hai cầm cái thao. Chắc phá chắc ơi. Không có phá. Giật đúng rồi, đổ nè ha. Giật cho xuống. Ngồi yên chị hai cho ăn. Ngon. Chết rồi, hai đứa.
hai đứa ba đứa ăn hết rồi. Con nói rồi. Con đi lấy cái kim là xì ốc đây mẹ đổ ra cho con. Ồ vô nó đòi ăn ốc nè ông bảo chúa. Đi lấy cái kim lại mẹ làm ra cho. Ủa kim gì? Cái kim để mẹ xì ốc để cái tâm á. Trời ơi mình tâm mà chén ớt thôi coi nha. Chén nước mắm nè. Ba chén ớt thôi. Nói bụng con đã bể. Ăn hết rồi đó. Được rồi. Nói cứ ba. Rồi ăn cuối cùng còn nhiêu đây trụ nãy một thao đầy luôn không bảo chú ơi. Bây giờ mẹ đổ này ra. Mẹ đổ này cho ăn luôn. Ăn đúng rồi cổ quái thằng ma luôn. Wow, cái này nữa hả? Thì trái ghẹm đó, mẹ định được mấy trái ghẹm nữa. Đó, hôm bữa đi bắt được nhiêu đó cả nhà đi ông bảo chú ơi. Bắt một xíu thôi chứ bắt cho có mùi đi biển á. Ăn cho cả ăn đi cho. Xin chào bà chú. Xin chào ông bà con chú. Xin chào cả nhà. Ủa, đâu rồi? Cái của mẹ đâu rồi? Ui nó mất tiêu rồi. Vậy mẹ coi ăn ui chừng quá sao tự nhiên cái ui chừng nó gốt nó đâm chúng chừng chết luôn á. Nhưng mà mời bà chút mời mời chơi với con nha. Cái tự nhiên cái của mẹ đâu. Ok cay. Hai ơi, cái câu chuyện nó gớt dưới đất rồi ha, đâm chết luôn. Ui xì vậy. Hai. Con cũng kiếm rồi, ở chỗ con máy tải rồi. Is this the stuff? Sao cài lại, is this the stuff? Ủa nó đâm đúng chừng chết á. Mời chưa mẹ gớt kim. Coi nửa hồi hai đứa mày phải kiếm á. Kiếm nửa hồi đâm chết xỉu luôn á. Tự nhiên gớt đâm mất tiêu cái kim mà cả nhà. Có chừng á nghe. Chừng nó đâm á. Mời cả nhà ăn ốc. Thôi à, ăn trước đi. Ăn trước thì coi chừng á. Cay dữ ạ. Chén nó mắm cay dữ ạ. Có ba trái ớt thì ông bảo chú ở đâu có nhiều đâu. Mà nó cay dữ. Em dắt muốn ăn nè, em dắt đây. Mẹ cho con nè. Look at mine. Em dắt ăn ốc luôn bà chú ơi. Vô không được chấm hay vô? Vô ít đi. Vô khỏi chấm đâu. Khỏi chấm đâu nha, chấm cay nha. Vô ít đi. Thôi anh chị ốc. Cái này giống như là ốc cuối mùa nè ông bà chú ơi. Giờ này nó sắp sửa lạnh nên đâu có ai đi nữa. Mình luộc rồi mình nêm chút xíu hạt nêm thà non nó ngon quá. Trời ơi giờ này ha ăn giờ này ha nửa đêm ăn ốc. Nhầm 10 giờ ông bảo chú à. Đây, ba. Thôi đi. Ba đang làm gì? Làm gì? Cái này khỏi chấm cũng ngon nữa. Tại vì ha, mình nêm miếng hạt nêm vô đó ngon. Nó thấm. It looks like it has a lot, but it looks so little. Mình thấp á. Mình đùa á, mình không có bỏ nước đâu cả nhà. Chồng giờ này còn làm gì? Sáng nhà này bận rộn lắm bộ chứ. Chồng mình nó gãy không gãy cái nào á. Sáng nó chở vô 8 giờ chở lên đi đá banh tới 12 giờ. Ê, tới 2 giờ chứ. Xong rồi chiều á. Không sợ. Dắt nó đặc biệt á anh nha.
nên giờ này chồng đi mình nước rồi không chở do đi đá banh tới 2 giờ xong rồi ha, đi chợ đi búa xong rồi ha, tới chiều 4 giờ 5 giờ bắt đầu đi đánh khách này. Thôi giờ chồng mình nó làm đó rồi, giờ video cũng dài, mình kết thúc ở đây đi cả nhà. Jessica chào tạm biệt ông bà chú đi, cho ba làm nữa hồi ồn quá. Ông bà chú chân con nhiều nó dắt thì ông bà chú đăng ký chia sẻ like cho con. Mừng bà chú. Video mình sẽ quay tới đây thôi, hẹn ông bà con chú vào clip sau. Bye bye.